Rồi chị chào An nhé. Thì An ơi, cho chị hỏi qua một chút về tình hình học tập của em tại ECOP nhé. Ok. Hiện tại là em đang học ở lớp nào nhỉ? Em đang học ở lớp NHL 1055 ạ. Mình là học với lớp của giáo viên nào nhỉ? Đây thì cái Huyền ạ. Chị Huyền đúng không? Ok. Thì cho chị hỏi qua một chút về cái sự tiến bộ của em trong quá trình học tập vừa rồi nhé. Nếu như bản thân em mà cảm thấy mình tiến bộ thì thường là cái này thì người ngoài đánh giá thì sẽ khách quan hơn, chứ bản thân em thấy nó tiến bộ, nhưng mà tiến bộ đến mức độ nào thì em cũng không chắc nữa. Thì em thấy em đã cải thiện ở những phần nào rồi? Em là có thể đọc hiểu dịch một vài kiểu đoạn văn, hoặc là xem đoạn video về kiểu 100% tiếng Anh nó một cách chung là cơ bản, chưa được nhiều lắm nhưng mà có chút cơ bản. Ok rồi. Ngoài ra thì chia sẻ một chút về cảm nhận về giáo viên của mình đi. Giáo viên thì thoải mái, dễ tính, hiền lành, thường kiểu nếu như mà học mà kiểu áp lực quá thì sẽ có những câu chuyện giúp mọi người giải tỏa và hàng con gì đó, kiểu chia sẻ cá nhân. Ok rồi, chị cảm ơn An nhé. Ok, chúc em học thật tốt.